Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vàng đang tăng giá không hẳn vì lạm phát. Là một khoản đầu tư, những khoảnh khắc tỏa sáng của vàng đến rồi đi. Hiện giờ, vàng đang sáng chói, nhưng nếu không vì lạm phát thì điều gì khiến vàng tăng không ngừng trong thời gian qua? Giá vàng tăng không ngừng bởi niềm tin đang bị xói mòn hay kỳ vọng quá cao là câu hỏi được đặt ra. Câu trả lời sẽ có từ những phân tích có thể diễn giải trình tự như sau. Một số người cho rằng đây là món tài sản cần thiết để phòng ngừa lạm phát, trong khi một số khác coi đó là thứ tài sản mang lại lợi nhuận thấp. Tỷ phú Warren Buffett, nổi tiếng với lập luận về lợi ích của việc nắm giữ cổ phiếu, đã từng châm biếm rằng nếu chất toàn bộ vàng trên thế giới thành một khối lập phương khổng lồ, thì khi bạn có thể vuốt ve khối lập phương trơ trơ đó, nhưng nó sẽ không phản hồi. Ông đã nói, vàng được đào lên khỏi mặt đất ở châu Phi hoặc một nơi nào đó. Sau đó, chúng ta nấu chảy nó, đào một cái hố khác, chôn nó lại và trả tiền cho người đứng xung quanh bảo vệ nó. Nó không có ích gì. Bất cứ ai xem từ sao hỏa sẽ phải vò đầu bứt tai. Khi niềm tin vào xã hội và các thể chế chính trị bị xói mòn sức hấp dẫn của vàng và các mặt hàng quý giá khác như kim cương sẽ tăng lên như những phương tiện lưu trữ giá trị thay thế, không phụ thuộc vào các thỏa thuận xã hội. Chúng cũng có thể được vận chuyển trong trường hợp khẩn cấp. Tất nhiên, với tư cách là một nhà đầu tư, khi rơi vào một thảm họa thực sự thì không cần thiết phải thu được lợi nhuận, mà giá cả càng tăng cao thì mối lo ngại càng tăng. Bitcoin và các loại tiền điện tử khác có sức hấp dẫn tương tự, nhưng chúng ít được thử nghiệm hơn, ít được hiểu rõ hơn và vẫn phải đối mặt với những rủi ro lớn về mặt pháp lý. Cuộc tranh luận này gần đây đã được nhen nhóm trở lại kể từ khi vàng đạt mức cao kỷ lục trên 2.100 USD một ounce. Xem xét lại lịch sử dài hạn của vàng không hoàn toàn chứng minh được cho cả hai luồng quan điểm trên. Vàng đã từng tụt dốc trầm trọng khi cổ phiếu tăng trong hầu hết các khoảng thời gian dài, nhưng đồng thời nó cũng đã đạt được thành tích vượt trội so với cổ phiếu trong thời gian dài, bao gồm cả hai trong năm thập kỷ qua, cho thấy nó có thể hoạt động như một công cụ phòng hộ hiệu quả. Tuy nhiên, chính xác là vàng đang phòng hộ những gì thì vẫn chưa rõ ràng, đó không chỉ là phòng ngừa lạm phát. Lịch sử hiện tại của vàng với tư cách là một loại tài sản có thể đầu tư về cơ bản bắt đầu vào năm 1971 khi Mỹ chính thức chấm dứt mối liên hệ giữa đồng đô la Mỹ với vàng ở mức cố định 35 USD một ounce. Theo Hội Đồng Vàng Thế Giới, trong suốt những năm 1970, giá vàng tính bằng đồng USD đã tăng hơn 10 lần. Thành tích đó vượt xa giá tiêu dùng, vốn đã tăng gần gấp đôi trong thập kỷ đó, vàng cũng tăng vượt trội so với cổ phiếu. Trong đó, S&P 500 đạt tổng lợi nhuận là 78%, bao gồm cả cổ tức. Nhưng sau đó, vàng đã mất hơn 20% giá trị trong cả những năm 1980 và 1990. Điều này trùng hợp với hai giai đoạn thị trường chứng khoán tăng giá huyền thoại, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của vàng. Sau đó, vào thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này lại có một sự đảo ngược khác. S&P 500 bị ảnh hưởng đầu tiên bởi sự bùng nổ của bong bóng dot-com, sau đó là cuộc khủng hoảng tài chính 2008-09, nên đã mất 9% trong vòng một thập kỷ, trong khi vàng tăng 275%. Tính chung từ năm 1970 đến năm 2023, mức tăng giá vàng hàng năm trung bình đạt mức đáng kinh ngạc là 7,5%, mặc dù phần lớn trong số đó có được vào những năm 1970. Vàng chỉ tăng cùng chiều với lạm phát ở khoảng thời gian đó. Cổ phiếu đã tăng vượt trội so với khối vàng vô hồn, với S&P 500 đạt tổng lợi nhuận hàng năm là 10,6% kể từ năm 1970 đến năm 2023, hoặc 11,7% nếu bắt đầu từ năm 1980. Điều này thật ý nghĩa, cổ phiếu cung cấp một số biện pháp bảo vệ lạm phát nội tại, bởi vì các công ty kiếm được doanh thu tăng cùng với giá cả, cho phép tăng lợi nhuận và cổ tức tương xứng. Trên hết, cổ phiếu được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nền kinh tế thực, được hỗ trợ bởi tiến bộ công nghệ và các động lực tiến bộ khác. Nhưng sự vượt trội của vàng trong những năm 1970 và 2000 không phải là sự may mắn. Đặc biệt, rất cần thiết phải xem xét kỹ hơn sự phục hồi của nó trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này. Những lo ngại về chính sách tiền tệ quá lỏng lẻo đóng một vai trò lớn với việc Cục Dự trữ Liên bang hạ lãi suất xuống 1% sau vụ sụp đổ dot-com, sau đó về không và tung ra biện pháp nới lỏng định lượng sau cuộc khủng hoảng tài chính. Nhưng lạm phát thực tế vẫn được kiểm soát trong giai đoạn này khi chỉ số giá tiêu dùng tăng trung bình hàng năm chỉ 2,6%, bao gồm cả lương thực và năng lượng. Đó là tốc độ chậm hơn so với bất kỳ giai đoạn nào trong 3 thập kỷ trước. Điều này cho thấy chính nỗi lo lạm phát đã thúc đẩy vàng ngay cả khi nó không bao giờ thành hiện thực.
Có lẽ đó cũng là nỗi sợ có tính chất tổng quát hơn. Bên cạnh sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng, đây còn là một thập kỷ được đặc trưng bởi chiến tranh, khủng bố và sự phân cực chính trị gia tăng. Như James Grant, một người ủng hộ vàng nổi tiếng và là biên tập viên của tờ Interest Rate Observer, đã viết trong ấn phẩm tài chính số ra tháng 1 năm 2024 rằng vàng thực sự đã đạt đỉnh gần 1.900 USD một ounce vào tháng 9 năm 2011. Sau khi Standard & Poor's hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ sau sự thất bại trong việc đàm phán mức trần nợ công, bản thân điều đó không phải là một sự kiện lạm phát, nhưng nó được cho là đã gây tổn hại đến sự an toàn của kho bạc Mỹ, có lẽ là kho lưu trữ giá trị quan trọng nhất trong hệ thống tài chính toàn cầu. Điều này làm nổi bật một khía cạnh khác ít được đánh giá cao về sức hấp dẫn của vàng. Như Grant nói, ưu điểm hàng đầu của vàng là nó không thuộc trách nhiệm của ai cả, nó không có hộ chiếu quốc gia và không có chính trị. Bây giờ, hãy nghĩ về thời điểm hiện tại của chúng ta. Xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn, căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng gia tăng và không thể loại trừ khả năng sẽ xảy ra những xung đột khác trong tương lai gần. Một trong những cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi nhất trong lịch sử nước Mỹ đang đến gần, với cả hai phe chia rẽ chính trị đều lo ngại hậu quả khó lường nếu họ thua cuộc. Giải thích một cách đơn giản hơn cho đợt vàng tăng giá gần đây là FED dự kiến sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay. Là một tài sản không có lợi suất, vàng có xu hướng tăng khi lãi suất trên các tài sản thay thế giảm. Nhưng lãi suất hiện nay thực sự khá cao, thậm chí lãi suất thực đã được điều chỉnh theo lạm phát và có thể sẽ vẫn như vậy ngay cả sau một vài đợt FED cắt giảm lãi suất. Giovanni Stanovo, chiến lược gia hàng hóa của UBS cho biết, trong lịch sử, động lực chính là lãi suất thực, nhưng mối quan hệ đó với vàng đã hoàn toàn bị phá vỡ. Trong một báo cáo gần đây, các nhà quản lý tài sản của UBS đã chỉ ra việc các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới mua vàng ngày càng tăng. Theo họ là đã đạt mức cao nhất kể từ những năm 1960 với hơn 1.000 tấn mỗi năm trong 2 năm qua. Những vụ đặt cược này của các ngân hàng trung ương có thể được coi là hàng rào chống lại đồng đô la như một loại tiền tệ dự trữ. Đặc biệt là nhu cầu đến từ các quốc gia như Trung Quốc cũng có thể đại diện cho các biện pháp phòng ngừa chống lại các biện pháp trừng phạt trong tương lai, đề phòng những gián đoạn địa chính trị còn nhiều hơn nữa. Giá vàng bùng nổ trong tháng 3 đã mức đỉnh của lịch sử. Khép lại tháng 3 năm 2024, giá vàng thế giới đánh dấu mức tăng cao nhất kể từ tháng 7 năm 2020, với mức tăng 9% và kết thúc quý 1 năm 2024 là quý tăng thứ 2 liên tiếp. Nhờ triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hạ lãi suất và nhu cầu mua vào tài sản an toàn lớn. Trước đó, giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên 28 tháng 3, do thị trường kỳ vọng Mỹ cắt giảm lãi suất và nhu cầu mua vàng để bảo toàn tài sản gia tăng. Trong phiên này, giá vàng đạt mức cao kỷ lục 2.225,09 USD một ounce. Giá vàng thế giới đi lên trong phiên 27 tháng 3, trong khi các nhà đầu tư chờ số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để có thêm cơ sở nhận định về lộ trình chính sách của Fed. Cuối phiên này, giá vàng giao ngày tăng 0,5% lên mức 2.198,89 USD một ounce. Giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 0,6% lên mức 2.212,7 USD một ounce. Trong phiên 26 tháng 3, giá vàng tăng nhờ khả năng Fed hạ lãi suất gia tăng. Giá vàng giao ngày tăng 0,2% lên 2.176,59 USD một ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,04% lên 2.177,2 USD một ounce. Còn trong phiên 25 tháng 3, giá vàng đi lên nhờ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Giá vàng giao ngày tăng 0,5% lên 2.174,51 USD một ounce. Trong khi đó, giá vàng giao dịch kỳ hạn tăng 0,8% lên đóng cửa ở mức 2.176,4 USD một ounce. Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục 2.222,39 USD một ounce trong tuần trước. Như vậy, giá vàng bùng nổ trong tháng 3 đạt mức đỉnh của lịch sử. Các nhà giao dịch nhận định có 70% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6 tới. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là tài sản không sinh lời. Chuyên gia Daniel Ghali tại ngân hàng đầu tư TD Securities cho biết giá vàng có thể tăng hơn nữa nếu thị trường kỳ vọng chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed sâu hơn. Còn giám đốc phân tích thị trường Everett Millman của công ty kinh doanh kim loại quý Guinness Vilcoy cho rằng giá vàng tăng do vẫn còn những căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu. Điều đó có thể thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển sang dự trữ vàng để bảo toàn tài sản.
Các nhà phân tích tại tập đoàn tài chính ngân hàng Citigroup cho rằng có 25% xác suất vàng đạt mức kỷ lục 2.300 USD một ounce trong nửa cuối năm. Triển vọng cơ bản mà họ dự báo cho giá vàng vẫn là 2.150 USD một ounce, đồng thời cho rằng khả năng vàng leo lên ngưỡng 3.000 USD một ounce trong 12 đến 16 tháng tới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.